Xin chào các bạn. Đây là game Flight Simulator 2020, một tựa game đang hot hiện nay. Đây là một game mô phỏng lái máy bay. Và điều đặc biệt là game đã tái hiện toàn bộ bề mặt trái đất với độ chi tiết rất cao và với dung lượng lên tới 2 tỷ GB. Trên khắp bề mặt hành tinh mô phỏng này, các bạn bay đến điểm nào cũng được. Và không chỉ tái hiện địa hình, cây cối mà một số loài động vật cũng được đưa vào trong game. Tuy vậy, cơ hội các bạn gặp được chúng trong một chuyến bay bình thường là vô cùng hiếm. Vì vậy, mình làm video này để hướng dẫn các bạn cách tìm và chiêm ngưỡng cận cảnh các loài động vật ở trong game. Trong phần bản đồ thế giới, World Map có một ô tìm kiếm. Các bạn hãy đánh vào đó chữ Fauna, có nghĩa là động vật. Nó sẽ hiện ra một danh sách các địa điểm có thể tìm thấy động vật ở trong game. Và chú thích luôn đó là loại động vật gì. Bây giờ mình sẽ thử một địa điểm có voi trước nha. Mình sẽ kích vào địa điểm đó, chọn Departure hoặc Arrival đều được. Khu vực được chọn theo thời gian thực đang là ban đêm. Mình sẽ chỉnh lại thời gian chuyển sang ban ngày để dễ quan sát. Sau đó bấm vào Fly để bay thôi. Đàn voi chỉ ở đâu đó quanh đây. Mình sẽ bay vòng quanh để tìm kiếm chúng. Mình sẽ hạ thấp độ cao máy bay để dễ tìm voi ở dưới mặt đất hơn. Mình đang lái chiếc máy bay huấn luyện DA-20. Một chiếc máy bay có tốc độ chậm nhưng dễ điều khiển và có tầm quan sát tốt. Vẫn chưa thấy đàn voi đâu cả. Mình sẽ cho máy bay vòng lại xem. À, đã nhìn thấy đàn voi ở phía bên phải. Mình sẽ lái máy bay lại đó. Đàn voi này có lẽ không biết sợ tiếng máy bay. Mình sẽ cho máy bay vòng lại để quan sát kỹ hơn đàn voi. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn một mẹo để có thể ngắm cảnh kỹ hơn trong game Flight Simulator 2020. Đầu tiên các bạn hãy lái máy bay lại gần khu vực định ngắm cảnh. Sau đó các bạn hãy bấm phím tạm dừng Pause trên bàn phím. Khi đó chiếc máy bay đang lái sẽ bị ngưng động thời gian và đứng yên ở trên không, trong khi cảnh vật xung quanh thì vẫn tiếp tục chuyển động. Các bạn có thể dùng con lăn của chuột để zoom và quan sát kỹ hơn cảnh vật từ trong buồng lái. Hoặc các bạn cũng có thể bấm phím Insert để chuyển sang góc nhìn bên ngoài máy bay. Đây là góc nhìn tự do xung quanh máy bay, hay còn gọi là góc nhìn từ drone. Ở góc nhìn này các bạn có thể dùng các phím 2468 trên bàn phím phụ để thay đổi góc camera. Và dùng tổ hợp phím WASD để tiến lui sang trái sang phải camera. Còn hai phím R và F để lên trên xuống dưới camera. Kết hợp các tổ hợp phím đó, các bạn có thể di chuyển camera theo ý muốn.
Bây giờ mình sẽ di chuyển camera xuống dưới mặt đất để ngắm đàn voi. Bây giờ mình có thể ngắm đàn voi di chuyển như trong phim Thế giới động vật, trong khi chiếc máy bay của mình vẫn đang đóng băng ở trên không. Để vào lại buồng lái máy bay thì lại bấm phím Insert, rồi lại bấm phím Pause để chơi tiếp. Làm theo cách trên, các bạn sẽ có thể quan sát các loài động vật khác. Ví dụ như ở đây là một đàn hươu cao cổ. Chiếc máy bay này có buồng lái trông giống xe ô tô quá. Lại tiếp tục đóng băng máy bay để có thời gian quan sát. Và đây là một đàn gấu. Các đàn chim thì khó tìm kiếm hơn. Nhiều khi bay vài vòng trên khu vực có chim mà vẫn chưa nhìn thấy chúng.
Để dễ tìm kiếm hơn, các bạn có thể chỉnh lại độ khó của game. Các bạn vào phần Assistance. Chỉnh lại phần Navigation thành Easy, rồi lưu lại. Bây giờ vị trí các điểm checkpoint ở gần sẽ hiện trên màn hình, kể cả các điểm có động vật. Và game đã chỉ ra vị trí của một đàn ngỗng trời. Mình sẽ bay lại phía đó. Đó, một đàn chim lớn đang bay ở phía bên dưới. Quả là một cảnh ấn tượng phải không các bạn? Còn đây là một đàn chim hồng hạc. Đàn chim đã xuất hiện trong đoạn demo của game này. Mình sẽ quay cận cảnh đàn chim hồng hạc cho các bạn xem nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.